Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành 5.234 sáng kiến. Trong hơn 5.000 sáng kiến mà Củ Chi phát động đấy, thì cái đợt 1 từ tháng 9 2021 cho tới tháng 5 thì mình chỉ có 1.007 thôi. Và sau đó từ tháng 5 cho đến là tháng 9 của năm 2023 đó là mình phát động trên 3.000 nữa. Tôi cũng hy vọng rằng là đối với cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động của huyện Củ Chi sẽ tích cực hưởng ứng và có nhiều cái sáng kiến để chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ này. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi tặng quà 71 đoàn viên công đoàn công nhân bị tai nạn lao động, 91 đoàn viên công đoàn công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng cho 1.000 đoàn viên công đoàn người lao động tham gia mua sắm tại phiên chợ Nghĩa Tình. Tổng kinh phí chăm lo ước tính trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao huyện tổ chức hội thao gồm các môn kéo co nam, kéo co nữ, bóng chuyền nam, chạy lượn vòng, chuyền bóng tiếp sức, cầu lông, thu hút 253 lượt đội đăng ký với trên 1.800 vận động viên tham gia.